Tóm tắt phần trước, loài người trên toàn thế giới bị hóa đá bởi một luồng sáng. Sau 3.700 năm, một thanh niên tên Sen Cư thoát ra khỏi lớp đá và quyết phục hưng lại nền văn minh nhân loại bằng khoa học. Nhưng bây giờ, cậu cùng các bạn phải đi tìm một loại khí độc để điều chế thuốc kháng sinh. Anh em muốn biết họ cần kháng sinh để làm gì thì hãy xem lại video Doctor Stone của tuần trước đã có trên kênh của The Reviewer. Giờ thì bắt đầu thôi. Nghe đến vũ khí độc chết người thì Ginro sợ đến quấn ra đài, cầm giáo giò độc nhưng mà lại rón rén đi cuối. Thế là cô Haku đòi đổi vai, giành lấy cây giáo. Nhưng Ginro tiếc cái vũ khí riêng nên lại đánh đi trước. Sau một hồi căng hết cả thần kinh, cả bọn tìm thấy một cái hồ tuyệt đẹp với màu nước xanh ngọc bích. Nhưng điểm khiến Senku để ý nhất không phải là vẻ đẹp mà là địa hình ở xung quanh các khí độc hydro lẫn sunfur dioxide đều nặng hơn không khí vậy nên chúng sẽ lắng xuống phía đáy của lòng chảo này nếu muốn lấy được thứ họ cần thì phải đi xuống phía dưới và việc này vô cùng nguy hiểm cơ mà ginro bị hấp hồn bởi vẻ đẹp của cái hồ cứ thế tiến về phía trước không để ý mũi giáo đã hóa đen sen cư hoảng hốt gọi giật giọng và may là cô ha cư kịp phản ứng chạy đến kéo ginro về trước khi cậu tan rã ra thành một đống bầy nhầy lúc này sen cư mới giới thiệu chất khí mà họ đang đi tìm đó chính là axit sulfuric một chất khí cực độc nhưng cũng là nền tảng của tất cả các ngành công nghiệp hóa chất và là một nguyên liệu quan trọng để làm thuốc cho ruri Vị trí thì biết rồi, nhưng bây giờ làm thế nào để lấy được nó về lại là cả một vấn đề vì chỉ cần hít phải một chút khí này thôi thì sẽ ngay lập tức lăn ra chết ngay tác lực vậy nên việc ưu tiên bây giờ là phải tạo ra mặt nạ phòng độc dù khá tự tin vào khả năng của mình nhưng để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra cư muốn truyền hết kiến thức của mình cho Chrome và để cậu ở lại vì nếu cả hai vong mạng thì khoa học nhân loại gần như trở về con số không. Khi ấy loài người sẽ không được tận hưởng những âm thanh với chất lượng chuẩn DJ. Nhịp bay sống động với màng loa 10mm của tai nghe One Audio F2. Tai nghe chu wallet đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Không chỉ nghe đã mà thiết kế còn siêu mê với những họa tiết đĩa than làm điểm nhấn, có đèn báo pin, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng. Nhờ việc xem và subscribe kênh này mà Sen Cư đã có được mã giảm giá và mua được con hàng tai nghe One Audio F2 với cái giá rẻ hơn giá gốc 590k của sản phẩm tận 50k. Hãy ghé thăm ngay đồ chơi công nghệ Seven để có những trải nghiệm nét căng, linh chi tiết ở dưới phần mô tả và bình luận. Nói đến đây, Chrome lại càng không thể chấp nhận yêu cầu của khứa đầu của hành được. Bởi cậu tin rằng để có một vương quốc khoa học mà mọi người đều được nghe nhạc hay thì Sen cư phải là đầu não. Thế là Sen cư quyết định làm thêm một chiếc mặt nạ nữa để cả hai người cùng đi. Ngày hôm sau, hai nhà khoa học đã được chuẩn bị phun đồ nghề, sẵn sàng chinh phục cái hồ. Ginro thì nhát chết không dám đi theo nên là Sen cư lấy cây giáo bạc, trà nó với một chất kiềm là cho Thế là thiết bị cảm biến axit sulfuric đã quay trở lại khi đến khu vực chứa khí độc của hồ. Hai người rất thận trọng trong quá trình khai thác nhưng không may ống dẫn khí cho mặt nạ của Senku bị dò, Chrome chạy lại giúp thì bị trượt rồi ngã xuống hồ. Đúng lúc tưởng tèo đến nơi, Ginro vọt đến đưa cây giáo cho Chrome nắm lấy. Cậu đã được ông Kaseki tiếp thêm can đảm và tiếp cho cả hai mặt nạ phòng độc mà ông làm. Nhờ thế mà Chrome đã thoát chết sau cả hai pha chết hụt họ cuối cùng đã thu được axit sulfuric các thành phần làm thuốc hầu như đã đủ giờ họ chỉ cần pha chế nữa là xong đầu tiên phải đun sôi axit sulfuric bonus thêm một chút muối chất khí thu được sẽ trải qua quá trình trưng cất và sẽ thu được axit chlorhydric một loại hóa chất dạng khí nếu chẳng may tiếp xúc với mắt thì thôi khỏi nhìn tiếp theo sen cư lấy loại khoáng vật mà cậu đã khai thác ở bờ hồ kia đem đi đun sôi cho nó phản ứng với axit Chlorhydric sẽ cho ra axit sulfuric thứ này còn mạnh hơn axit sulfuric gấp 10 lần dính vào là da sẽ tan chảy như thây ma bằng việc tách nước muối bằng điện phân sen cư đã có natri hydroxit nôm na là naoh sốt ăn da để hạ nhiệt cho cô ha cư sen cư rủ chrome đi lấy một loại chất rất thiên nhiên mà không hề độc hại ammonia mà sốt ăn da và cái đứt họ định cho người bệnh uống cái quần quay gì vậy nhưng mà từ từ để chế thuốc xong đã giờ chỉ còn thiếu anhydric acetic natri bicarbonate và anilin nữa là ổn Tuy nhiên thành phần quan trọng nhất chính là rượu thì chỉ còn rất ít không đủ để chế thuốc. Lão Kaseki gợi ý cho họ rằng nếu vô địch giải đấu ngày mai thì muốn bao nhiêu rượu cũng được, nhất cử lưỡng tiện. Nhóm Senku hạ quyết tâm phải vô địch cho bằng được. Để đảm bảo chiến thắng cuối cùng, Senku cũng tham gia để tăng tối đa khả năng chiến thắng. Với chiến thuật cả đám mở đường cho Kinro. Kinro thì nhất quyết muốn thắng một cách chính trực nhưng Ruri thì cần thuốc và Magma mà giành được chức trưởng làng thì loạn hết nên cậu đành đồng ý. Và rồi ngày hội thao làng đã đến. Sau 6 tháng tạm trú ở bên ngoài thì cuối cùng Senku cũng được bước vào làng. Kỳ lạ là chỉ khi vừa mới nghe đến tên Senku, Ruri đã đoán được ra họ của cậu. Họ đang định nói chuyện thêm thì cô ho sặc sụa và được dân làng mang trở về lều. Mở đầu cuộc thi là chuyên mục bốc thăm chia bảng. Dù đã tính toán rất kỹ lộ trình để Kinro vô địch, nhưng người tính không bằng trời tính. Trận mở màn lại là trận giữa Magma và Kinro mới cay. Và thế là toàn bộ kế hoạch đổ sông đổ bể. Quay về tính lại từ đầu với tình hình hiện tại, Senku đề xuất mỗi đứa dùng tí doping tự nhiên với sự kết hợp của lá trà, mật ong và thủy sương bồ. Thế là họ đã có nước tăng lực bản sơ khai nhưng quay đi quay lại khứa Ginro đã sơi sạch hết đám thủy sương bồ báo những đứa còn lại hết hàng mà dùng thấy vậy Suika tình nguyện ra bờ sông hái thêm nhưng mà lại bị phục kích bởi Mental tay chân của Magma hắn trở về báo cho mọi người rằng Suika đã bị ngã xuống sông khi đang hái lá nghe qua đã thấy điêu xoắn cả mỏ Senku và Chrome nghe phát biết ngay nhưng Kohaku thì muốn đảm bảo rằng Suika vẫn an toàn nên cứ chạy đến bờ sông mà kiểm tra cái đã có về muộn giờ thi đấu mà bị xử thua thì cũng được một lúc sau trận chiến giữa magma và kinro đã bắt đầu magma nhanh chóng biết được thị lực của kinro rất kém nên giữ khoảng cách và thế là giành được lợi thế khiến cho kinro khó mà tấn công được sau khi thoát khỏi giấy chói suika đã trở về làng và đoán được kinro cũng bị cận giống mình suika liền búp đồ cho kinro bằng chiếc mũ vỏ dưa của mình với cặp kính của suika dù là vẫn hơi lệch độ nhưng như thế là quá đủ để kinro tránh được hết những đòn tấn công và rồi phản đòn hạ gục magma đánh hắn ngã lăn ra đất cứ tưởng như thế là thắng rồi thì magma gào lên đòi trách va xem búp đồ có phạm quy không nếu trọng tài cho phép thì hắn chịu thua tâm phục khẩu phục với bản tính ngay thẳng kinro đến hỏi ý kiến trọng tài luôn sau một hồi suy nghĩ trọng tài phán kinro hợp lệ vì chiếc mũ dù sao cũng chỉ là trang phục mà thôi tuy nhiên đó cũng là lúc mà kinro để sơ hở và thế là magma đánh lén khiến cậu bất tỉnh Trận này Kinro đã thua, nhưng ít nhất cậu cũng đã khiến cho tên to con kia hao tổn sức mạnh, tạo lợi thế cho cô Kohaku khi cô đấu với hắn. Tiếp theo là trận đấu thứ hai giữa Chrome và Manto. Trận đấu căng thẳng kịch tính bao nhiêu thì trận này lại hề hước bấy nhiêu. Cả hai lao vào nhau đánh như hai thằng trẻ con. Nhưng trận này Manto không cần phải thắng. Magma lệnh cho hắn chịu thua Để trận của Kohaku nhanh chóng được cho lên sóng Kohaku chạy không về kịp lúc Thế là bị xử thua Và thế là Senku được vào vòng trong Nhưng Kohaku cũng nhẹ nhõm phần nào Vì may mà Suika không có mệnh hệ gì Cả Kohaku lẫn Kinro đều đã bị loại Nên giờ hy vọng đặt hết lên vai Ginro Vì vừa đớp được cả mỡ thảo dược Ginro cảm giác sung sức tự tin hơn mức bình thường vào trận đấu Ginro lao lên tấn công liều liệu và bị đánh cho không trượt phát nào nhưng mà trần máy đủ vẫn tự tin vô bờ bến khiến cho đối thủ rén dần rồi lùi dần về phía cuối sàn đấu và cuối cùng Gino đánh được một cú chí mạng giành phần thắng tưởng như đã giành được vinh quang khiến cho các cô em phải đổ đứ đừ bạn bè châm trô thì cái bụng của cậu liên tục quả réo đống thảo dược đã biến cậu thành người tây tây chiểu tiếng cậu ị vang rừng núi Xong xuôi thì cơ thể khô héo không có một chút sức sống Nhìn cậu bây giờ trông không giống tia hy vọng duy nhất để đánh bại Magma lắm Thế là Chrome đành phải men up Xong bị Magma đánh cho tái mặt Cứ cái đà này có mà là vua lì đòn cũng liệm Biết không đọ được cơ bắp nên Chrome quyết định dùng khoa học Theo tính toán của Chrome, cậu sẽ dùng thấu kính trên cái mũ mà Kinro để lại Đốt áo Magma Nhưng mà ê, Senku thấy ngay vấn đề Để có thể tụ quang thì cần phải dùng thấu kính lồi Trong khi kính cận của Suika lại là cầu lõm tác dụng tán quang vậy nên 1 tỷ phần trăm là thất bại nhưng đừng lo vì chrome đủ thông minh để biết điều đó trong quá trình ôm chiếc mũ cậu đã nhỏ hết mồ hôi nước mắt của mình vào chiếc kính để biến nó thành cầu lồi miễn tay chrome không dung mặt nước không sao động là sẽ tụ quang được nhưng muốn thành công thì phải chờ một lúc mà làm gì có chuyện magma đứng nghiêng cho chrome dở cho đúng lúc này mà nhân vật đi xa đã quay trở về ghen phù thủy tối thượng đã quay trở lại và cậu nhìn phát biết ngay Chrome đang cố làm gì, liền hỏi Senku thời gian cần thiết để kế hoạch hoàn thành. Sau một hồi tụng kinh trong não tính toán, Senku đưa ra kết quả là 60 giây. Thế là Gen bắt đầu trò chơi thao túng tâm lý của mình, cậu leo lên nóc nhà, giả vờ như vừa yểm bùa magma và bảo với hắn rằng hắn mà dám cử động thì tim sẽ nổ như pháo hoa luôn. Magma thấy người chết hồi sinh lại còn quay về yểm bùa thì sợ chết khiếp nhưng đằng nào sau trận với Kinro hắn cũng cần hồi sức và nghe Gen thao túng nên hắn ỉ y là chờ một phút Gen sẽ hết mà lực nên tạm thời Magma đang đứng đúng chỗ nhóm khoa học muốn mọi việc còn lại phụ thuộc vào Chrome nhưng tay chân cậu vẫn cứ run lập cập khiến mặt nước liên tục sóng sánh thế là cậu bật chít lên cái chít mang tên hồi tưởng và thế là tay cậu ngừng run ngay khi một phút qua đi và Magma dục dịch ngọn lửa bung lên liếm hết bộ quần áo làm từ lá cỏ khô của hắn. Chrome tung nốt một đòn và hạ bộ của hắn và giành chiến thắng giờ thì chỉ còn mỗi Chrome, Senku và Ginro. Chiến thắng này đã thuộc về vương quốc khoa học, giờ họ chỉ cần chọn xem ai sẽ làm trưởng làng mà thôi. Thanh niên Chrome sẽ là sự lựa chọn hàng đầu, cơ bản ai cũng muốn tác thành cho cậu cùng Ruri những trận sau đó coi như là cho xong thủ tục mà thôi nhưng khi Ginro vô chi nhận ra là làm trưởng làng thì được cưới Ruri ăn mì cả ngày và lập dàn harem thế là liềm sỉ vứt cho chó gặm Ginro dồn sức đánh Senku cư thấy tình hình không ổn Chrome ném chiếc mũ của Suika vào cho cậu Ginro thì đếch sợ trò thấu kính hội tụ lao thẳng lên tấn công ai dè Senku cư dùng nó làm đòn bẩy phang cho cậu một đòn vào chỗ nhạy cảm và thế là giành chiến thắng bây giờ là đến chung kết đây cũng chính là thời khắc Chrome đường đường chính chính cưới Ruri nhưng sau khi mớ adrenaline rút lui Chrome sập nguồn Vậy nên kết quả cuối cùng là Senku chính thức trở thành tân trưởng làng và sẽ cưới Ruri trong sự chênh choáng, hoang mang, bàng hoàng của toàn thể người dân làng. Sau đó họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Không, tự đùa làm gì có chuyện đấy. Senku đồng ý cưới luôn, nhưng bệnh tình của Ruri lại trở nặng. Senku vội ly dị ngay trong sự ngơ ngác của mọi người, rồi vội vàng mang rượu về chế thuốc. Dù là vừa cưới xong đã bị bỏ cái rụp, nhưng mà Ruri không lấy làm buồn. Sau khi đánh thức Chrome bởi hai liều Ammoniac qua đường hít, Senku bắt tay ngay vào công đoạn cuối cùng của quá trình bào chế thuốc, huy động tất cả thần dân vương quốc khoa học, bất kể ngày đêm điều chế cho ra sản phẩm. Sáng hôm sau, tại công trình thanh tre quay nhờ sức nước mà lão Kaseki đã hoàn thành hôm trước, Gen phát hiện ra bên trong các ống ở đây đều là nước khoáng có ga. Cứ tưởng là Senku sử dụng thứ này để chế Coca-Cola như đã hứa với mình. Thanh niên đầu hai thứ tóc bèn hí hửng đến họ thì nhận được câu trả lời là nước này để chế baking soda. Sau khi kết hợp các nguyên liệu cuối cùng thì thành quả sau nửa năm làm việc cật lực, thậm chí là liều cả mạng sống cuối cùng cũng đã ra lò. Họ đã có thuốc kháng sinh và liền mang đến cho Ruri. Gen thì vẫn là người ngoài làng nên không được cho vào, nên Sen cư bảo thằng bạn cứ quay lại lều mà chờ. Nơi có một chai Coca mát lạnh đang chờ sẵn ở đó. Chai nước mà Sen cư làm ra từ nước có ga, rau mùi, chanh, mật ong. Cầm chai nước trên tay mà tu ửng ực Gen chỉ biết thét lên đã quát. Quay trở lại với nhóm của Sen cư, thì sau khi cho Ruri uống thuốc, Sen cư bắt đầu công cuộc chẩn đoán bệnh thông qua tính kêu của Ruri. Sen cư phát hiện ra trong phổi của cô nàng có đọng nước. Tiện thấy một con chuột chết ở gần đó, cậu liền mang nó về để giải phẫu tìm thêm tư liệu và phát hiện ra trong phổi con chuột có những phần sưng đỏ. Đây có thể là một loại vi khuẩn có khả năng truyền nhiễm từ chuột sang. Thuốc kháng sinh cũng có giới hạn của nó. Nếu Ruri mà mắc chứng lao phổi thì coi như chịu chết không thể cứu được. Ruri từ lúc uống thuốc thì ho dữ dội dần đều. Thấy con gái ho không kịp thở, cựu trưởng làng định tẩn cho các nhà khoa học một trận. Nhưng Sen cư nhận ra rằng dấu hiệu của Ruri là điểm lành. Thuốc đang phát huy tốt công dụng của nó và cô chỉ bị viêm phổi mà thôi. Dù rằng đây cũng từng là căn bệnh gây tử vong cho hàng triệu người, nhưng nhờ hàng ngày Ruri được tắm bằng nước nóng do cô cư mang về, với cơ thể luôn sạch sẽ và ấm áp thì chỉ hoãn được sự phát triển của bệnh chỉ cần chăm chỉ uống thuốc thì coi như sẽ khỏe lại như cũ ban đầu thì cha ruri còn không tin ông cay thằng âm binh làm cho con ông ho dữ hơn nhưng mọi người cùng nhau thuyết phục và ông cũng đã thử đặt niềm tin để rồi sau quá trình uống thuốc đó ruri đã trở lại và tươi tán lên rất nhiều sự năng động sau những năm tháng quằn quại với bệnh tật của cô khiến cho những người xung quanh phải bật khóc nhờ thành tiệu ấy mà Senku đã được cả làng công nhận cậu chính thức trở thành trưởng làng ishigami ngay khi nghe xong tên làng Những câu hỏi bắt đầu nhen nhóm trong đầu Senku Đến đây thì Ruri tìm tới Bảo rằng ngay từ đầu đã đoán được họ của cậu Ruri là nữ tư tế của làng Người nắm trong tay 100 câu chuyện truyền thuyết Lý do cô biết tên của Senku là bởi vì tên cậu cũng là title của câu chuyện cuối cùng Tóm gọn lại thì đó là câu chuyện về thời trẻ trâu của Senku qua lời kể của Ishigami Biyakuya, cha ruột của cậu. Từ nhỏ, thanh niên đầu của hành đã vô cùng đam mê khoa học và thích tìm hiểu về những thứ xung quanh. Biyakuya cũng là một giáo sư đại học có số má về ngành hàng không vũ trụ. Ông ước mơ được làm phi hành gia, nhưng 10 năm liền bị đánh trượt do không thể bơi trong bộ quần áo phi hành gia. Khi ông chuẩn bị bỏ cuộc đến nơi, cô con Senku đã dày công phát minh ra cả đống thứ hỗ trợ ông tập luyện. Tuy cũng chả hiệu quả mấy nhưng mà Biyakuya đơn giản là không thể phụ lòng con trai của mình. Đó cũng là câu chuyện mà ông kể cho những người phỏng vấn của Yasa để khẳng định khát khao bay vào vũ trụ của ông. Và rồi cuối cùng, Biakuya cũng đã có cơ hội lên tàu vũ trụ để bước ra ngoài không gian. Đi cùng ông là một thanh niên trẻ tuổi tên Shamil, nữ diva danh tiếng Ly Liền, người đơn giản chỉ là chi rất nhiều tiền để ra vũ trụ du lịch trên trạm vũ trụ. Ông còn gặp và làm quen với vợ chồng bác sĩ Dalia và Jacob cùng với Connie, một nhân viên đến từ NASA. Tuy nhiên lên vũ trụ chưa lâu, cả phi hành đoàn đã chứng kiến thứ ánh sáng kỳ lạ kia xuất hiện, mất kết nối với mặt đất. Họ vội kết nối với các camera ở trái đất và biết được điều gì vừa xảy ra. Ở mãi ngoài không gian thì mọi người sẽ chết đói mất và 7 tỷ cư dân cần phải được cứu. Nên Biyakuya đề xuất là 6 người họ trở về trái đất và Biyakuya tình nguyện là người tiên phong. Tuy nhiên Shamil và những người còn lại ra sức ngăn cản ông vì họ biết ông còn trách nhiệm với một đứa con. Họ bèn cử Shamil, Connie và liền đi trước. Con tàu của ba người đáp xuống trái đất thành công. Tin mừng là họ không bị hóa đá Còn tin xấu là con tàu đáp ngay giữa đại dương Không thoát ra được thì chẳng mấy chốc hết oxy mà hẹo Vậy nên Biakuya cùng hai thành viên còn lại quyết định sẽ cùng hạ cánh Mặc cho sai số khoảng cách tiếp đất lên đến 10km Ông vẫn quyết định phải làm Dù có phải bơi tận chục cây số đi nữa Và quả nhiên cha của Senku đã làm được Một mình ông đã chèo thuyền đến chỗ con tàu của ba người đi trước hạ cánh Và đã cứu họ thoát khỏi hiểm cảnh Sáu người từ đó cùng nhau sinh tồn trên hoang đảo Ai rồi cũng hỏn đi Cặp bác sĩ thì đã có con còn connie và samu cũng kết hôn nhưng sống giữa điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn như vậy thì bệnh tật sớm muộn gì cũng tìm đến và người phải hứng chịu đầu tiên là connie trước tình cảnh đó dalia và jacob xung phong ra biển tìm về đất liền để tìm kiếm nguồn kháng sinh nhưng rồi họ cũng một đi mà không trở lại ít lâu sau đến lượt samu tạ thế để lại đứa con cho Biyakuya và Liliana nuôi dưỡng, quyết không để loài người diệt vong. Biyakuya bèn truyền lại những tri thức cho thế hệ tương lai thông qua 100 câu chuyện. Ông lấy những câu chuyện dân gian, cổ tích, nhô nhét vào đó những bí quyết bảo quản thực phẩm, tránh xa nguy hiểm, đặc biệt là thông tin về những khoáng vật. Vì ông tin rằng sau này chắc chắn sẽ có những người quan tâm và thu thập chúng về, ông đặt một niềm tin mãnh liệt và sen cư. Ông tin rằng cậu sẽ thoát khỏi lớp đá và gây dựng lại văn minh nhân loại. Câu chuyện thứ 100 cũng là lời nhắn của ông dành cho Senku. Món quà khoa học ông dành cho cậu chính là những đồng đội bây giờ và áp lực trọng trách to vờ lờ kể cả so với một phụ huynh châu Á. Ngay khi trở về làng, Sen cư đã hỏi Gen tình hình của phe Tsukasa và hay tin rằng đế chế sức mạnh đang chuẩn bị tấn công. Do khi quay trở về, Gen nói rằng mình không tìm được xác của Sen cư. Tsukasa đã sinh nghi để cho chắc cốp. Hắn sẽ tấn công ngay khi có đủ nhân lực. Cuộc chiến giữa hai phe đã đến gần lắm rồi. Cho nên muốn cân được phe Tsukasa, vương quốc khoa học cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở phía ngoài làng. Trong khi hai anh em Vàng Bạc đang thực hiện công tác canh phòng thì Kinro đã phát hiện ra có kẻ lượn vẩn quanh đây, bảo thằng em mau chóng về làng báo tin sẵn sàng chiến đấu. Ở trong khu rừng, một lực lượng toàn những gã đô con đã áp sát. Người đứng đầu bọn chúng chính là Hioga, cánh tay phải của Tsukasa. Hắn có tuyệt kỹ đâm thương lắc vòng, hạ gục được cả Kinro. Trong khoảnh khắc ngã khỏi cây cầu, Kinro đã kịp bám lấy chân của Hioga nhằm giữ hắn không đi vào làng thêm nữa. Cùng lúc ấy, Ginro cùng nhóm của Senku cũng đã đến nơi. Kinro liền kêu Ginro mau chóng cắt đứt dây cầu ngăn lũ này tiến vào nhưng giro chần chừ vậy là senku bèn kêu luôn là phe tớ đã chế được súng thực ra là họ chưa nhưng gen dàn dựng một tiếng nổ trong khi senku múa may khiến phe kia tưởng thật mà rút lui sau khi đám đó rời đi senku cùng anh em liền kéo kinro vào làm công tác trị thương mỗi tội cách làm hơi ô dề này chả biết có hiệu quả hay không mong là có gen thì vẫn chơi trò hai mang trở về bên hyoga tìm cách câu thêm thời gian cho senku bằng cách gợi ý cho chúng hãy tấn công vào lúc trời mưa bão để vô hiệu hóa thuốc súng đám lâu nhau thì dĩ nhiên là nghe theo còn hyoga thì sau một lúc suy nghĩ cũng đồng ý tận dụng thời gian đó senku đã nâng cấp đồ cho kinro bằng một cặp kính đúng độ và giáo diết chuẩn bị vũ khí để chống lại kẻ địch chưa được bao lâu thì một cơn bão thình lình ập đến nhưng có vẻ là quân senku đã sẵn sàng khi đám cốt đồ tấn công chúng đã phải hoảng hồn khi trên tay những chiến binh ishigami là những thanh katana món kiếm trứ danh của người nhật chúng đã được chế tạo cực nhanh nhờ khoa học và rõ ràng là uy lực hơn hẳn mấy cái que gỗ cột cục đá của đám kia nhưng mà ê đừng quên hyoga và tuyệt kỹ múa thương lắc vong. hắn nhanh chóng đánh bại từng người Hắn định xiên ha nhưng cây thương đột nhiên rụng mũi, chỉ cần nghĩ tí thôi là biết ngay tại sao. Chính Gen đã dở trò với vũ khí của hắn bằng con dao nhỏ do Senku nhờ Suika chuyển đến cho cậu. Gen giờ không thể hai mang được nữa, nhưng chiến thắng trận này lại thuộc về dân làng, hoặc ít nhất là họ nghĩ thế. Ngôi làng phía sau họ đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa đó chính là do Homura cánh tay phải của Hyoga gây ra. Sau khi đốt nhà, cô ta cùng cả nhóm Hyoga rút lui. Mọi người nghĩ đám quân của đế chế sức mạnh đã chim cút tối ư? Không có đâu. Chúng chỉ đang lẩn trong rừng, chờ dịp hỗn loạn bắt lấy một vài người dân làng làm con tin lấy đó để đe dọa rồi giành chiến thắng cuối cùng nhóm sen cư giờ phải cố mà đề phòng địch tập kích nhưng đúng lúc đó homura đã lẻn ra sau thêm lần nữa vào nhóm lửa nếu cứ để như vậy thì thành quả của nhóm sen cư sẽ bay màu trong phút chốc. Lúc này mà bị tấn công thì cả lũ có mà đi bán muối hết trước tình hình nguy cấp như vậy. Cô bé Suika đã quyết định làm mồi nhử, thu hút sự chú ý. Ngay khi phát hiện cô bé, đám cốt đột vội đuổi theo mà không hề hay biết. Chúng đã bị dẫn đến nơi chứa khí độc axit sulfuric. Đúng lúc đó thì gió lùa làm khí độc bay từ đỉnh núi tràn xuống. Ngay trong khoảnh khắc nó tràn đến thì cô Haku đã mang mặt nạ phòng độc đến kịp cứu lấy Suika. Đám người của Hyoga nghe có khí độc thì cũng leo hết lên cây. Sen cư xuất hiện với mặt nạ phòng độc, nhận vơ đó là khí độc cậu tự chế tạo ra để dọa rồi gọi Suika và Kohaku thong thả đi về Hioga ban tính bán nghi nhưng sợ không dám tự thử liền đẩy mấy tên cốt đột xuống làm chuột bạch kết quả cho thấy sen cư không hề đùa và từ đây Hioga biết không thể nhờ được với vương quốc khoa học đế chế sức mạnh muốn thắng thì phải áp đảo về số lượng sau thắng lợi này dân làng ishigami bắt tay vào phục dựng ngôi làng còn tổ đội khoa học thì giáo giết chế vũ khí vì họ còn quá ít thuốc súng và thiếu nguyên liệu để chế thêm trong khi phe tsukasa càng hồi sinh nhiều người càng mạnh vậy nên sen cư muốn phải chủ động tấn công trước bằng thứ vũ khí đáng sợ nhất của nhân loại gen cứ tưởng sen cư đang âm mưu chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc là corona nhưng thứ sen cư nói đến lại là tế tại sao lại là tế trong chiến tranh thứ quan trọng nhất chính là thông tin chỉ cần có đủ thông tin thì họ có thể thắng mà không cần đánh nhau chưa kể họ còn có sẵn hai gián điệp đã được cài trong hàng ngũ địch, đó là Taiju và Yuzuriha. Tại trụ sở của đế chế sức mạnh, Hioga đã trở về và báo cáo tình hình cho Tsukasa. Từ việc Gen đã làm phản cho đến việc ngôi làng đã có những bước tiến về khoa học, đặc biệt là Senku vẫn còn sống. Ngay khi biết tin ấy, Tsukasa liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là chú ý theo dõi Taiju và Yuzuriha, đồng thời củng cố lực lượng và tấn công ngay khi xuân sang trong thời gian hiện tại homura sẽ ở lại quan sát hành tung của vương quốc khoa học mỗi tội muốn báo tin thì lại phải chạy bộ về trở về với tình hình của tổ đội khoa học senku cùng các huynh đệ đang chuẩn bị thực hiện lộ trình đã vạch ra trong vòng vài tháng họ phải chuẩn bị xong nhờ chức vụ trưởng làng của senku mà họ đã có thêm cả mới nhân công nhưng mà khoan chẳng phải là làm điện thoại thì phải có anten với tòa tháp viễn thông gì gì đấy hay sao nếu bạn thành tâm muốn biết thì senku cũng không ngại trả lời về cơ bản thì âm thanh vốn là rung động trong không khí, khi nó đi qua đầu thu của điện thoại thì sẽ bị mã hóa và trở thành sóng điện, rồi khoách đại thông qua ống chân không. Sau quá trình dòng điện dao động lặp đi lặp lại cùng một vị trí, sẽ truyền vào không khí dưới dạng các đợt sóng năng lượng. Bên nghe chỉ cần làm ngược lại là sẽ nhận được. Sau khi nghe xong thì cả đám đụt hết cả ra vì cha ông nào hiểu gì và tôi cũng thế. Để bắt đầu làm điện thoại, họ phải có máy làm kẹo bông. Ơ, ờ, sợ thế. Thứ mà Sen cứ muốn là chiếc máy để nung vàng và thu về những sợi vàng mảnh thứ cần thiết trong các thiết bị điện và máy này có thể dùng để làm kẹo bông để đảm bảo chất lượng và để dụ dỗ con dân nghe lời sen cư chủ trương làm kẹo bông trước để test độ ổn định của các dây rồi mới chuẩn bị sản xuất thiết bị tận dụng số tinh thể đường còn sót lại trong các hũ rượu bị đốt trong vụ hỏa hoạn sen cư cho chúng vào máy xoay rồi cho hai anh em nhà kinro và ginro kéo liên tục cuối cùng là thu được những bông kẹo ngọt và ngon khiến dân làng mê tít Senku cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Homura, nhưng theo Gen bảo thì ả này cực kỳ trung thành với Hioga, không thể mua chuộc được. Và chắc chắn là cả làng không tài nào cắt đuôi được Homura. Chiều hôm đó, Senku cùng anh em nhà Ginro và Kinro đã đến chỗ Homura và để lại cho cô một chiếc kẹo bông, không quên gửi cho cô thông điệp là ăn đi đừng sợ, mà sợ đi thôi. Theo lời giải thích của Senku, thì cậu muốn Homura cho Tsukasa biết về kẹo bông và cũng có tí dụ dỗ Homura bằng đồ ngọt. Sau quá trình nghiêm túc thẩm kẹo, Senku nhận ra những sợi kẹo không hề hoàn hảo. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc chế tạo sợi vàng về sau. Nguyên nhân chính là vì hai anh em bạc vàng không thể nào quay đều 100% được. Khi thay đổi hướng thì lực quay cũng bị ảnh hưởng và để khắc phục điều đó, họ phải tạo ra công cụ đã dẫn tới bước ngoặt công nghiệp trong lịch sử: bánh răng. Tận dụng chiếc khiên của cô Haku với chất liệu 1 tỷ phần trăm siêu phù hợp kết hợp với những chiếc răng mới khoét của lão Kaseki họ làm ra máy làm kẹo bông chạy bằng cơm cho ra những sợi bông đồng đều chất lượng thấy cái bánh răng Chrome nảy ra một ý tưởng mới và lão Kaseki thích ý tưởng của cậu thế là một già một trẻ kéo nhau đi làm luôn cho nóng còn sen cư thì ở lại dục dịch mở ra địa ngục chân tay cho nhân công cậu cho dân làng xoắn những sợi vàng được tạo ra thành một cuộn dây siêu mảnh dài từ chỗ họ lên đến đỉnh núi trong khi dân làng già trẻ gái trai bị trưởng làng bóc lột Thì ở một nơi nào đó Chrome cùng lão Kaseki cũng miệt mài thực hiện công trình của mình Và đến ngày thứ ba thì nó đã hoàn thành Chrome lê lết thân xác đến gọi sen cư đến nghiệm thành quả Một bánh xe nước to vật vã Nối với máy phát điện mà trước đó họ đã làm Sen cư vô cùng ngạc nhiên vì chưa hề có khái niệm đó trước đây Nhưng hai ông cháu đã tạo ra máy phát điện thủy lực Đưa vương quốc khoa học đến những ngày đầu của kỷ nguyên máy móc Tuy nhiên thì họ cần nhiều điện hơn Linh hoạt hơn, đa dụng hơn vậy nên Senku quyết định làm vật chứa để tích điện tạo nguồn năng lượng cho máy móc. Lão Kaseki cùng Chrome cũng đã mệt muốn đứt sự sống, vẫn bị tên độc tài Senku lôi dậy để làm bình chứa điện aka pin bằng cách cho thanh trì và quý cô hai mặt axit sulfuric rồi cứ thế cho điện chạy qua là có ngay một bình chứa điện thôi. Và rồi khi ghép 5 bình như thế lại thì sẽ cho ra pin. Với thứ này, hai anh em Kinro và Ginro sẽ không phải miệt mài quay tay nữa mà có thêm thời gian để luyện tập với Kohaku để chuẩn bị cho cuộc chiến ở một khía cạnh khác của bánh răng. Nếu áp dụng nó ở dạng một nửa và để so le các thanh răng vào nhau có thể tạo ra chuyển động tới lui sen cư thêm lần nữa giúp nhân dân giảm tải vận động chân tay khi tận dụng cơ chế đó để tạo ra động cơ thổi level 3 vừa tăng sản lượng lại tiết kiệm nhân công khỏi nói cũng biết dân làng mừng rớt nước mắt đến mức nào vấn đề lương thực trong mùa đông cũng được giải quyết nhớ có công nghệ đóng bình tiền nhân của công nghệ đóng hộp chỉ với những chiếc bánh răng mà có thể nâng cao đời sống đến như vậy em yêu khoa học mục tiêu tiếp theo của tổ đội khoa học là làm ra bóng đèn do khi phát sáng nhiệt độ của đèn có thể lên đến 2 độ c khiến sợi nối kim loại bị nắm chảy nên Sen cư đã phải gia cố thủy tinh với một ít chất dính trong đó nhưng mà cũng chẳng xi si nhê dù thế nhưng họ vẫn không chịu bỏ cuộc nhờ sử dụng khả năng bắt không khí của thủy ngân làm ngăn chặn quá trình đốt cháy nhóm Sen cư đã thành công chinh phục bóng đèn thứ đã từng một thời soi sáng đêm đen cho cả nhân loại khi đã có bóng đèn Chrome có thể tiến vào sâu trong các hang để khai thác và cậu hào hứng muốn tìm thêm khoáng sản về cho Sen cư. nhưng Sen cư kêu thôi khỏi tìm đủ sai rồi có kiếm thêm quặng đồng thì kiếm để phục vụ cho những dự án cấp độ quái vật tiếp theo và dự án ấy chính là tạo ra ống chân không trái tim của điện thoại tuy nhiên bất kể họ thử kiểu gì thì nó cũng thất bại bóng không nứt thì cũng cháy dây tóc cả bọn nhận ra rằng dây tóc làm bằng tre thì quá yếu không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu vậy nên cần phải tìm một nguyên liệu khác để thay thế chrome và kohaku sẵn sàng đi tìm thứ nguyên liệu ấy tuy nhiên sen cư cho rằng ở thời này nó không hề tồn tại Tối hôm đó, Suika vẫn cố gắng tìm kiếm trong đám khoáng vật mà Chrome mang về để xem trong ấy có gì hay không. Vô tình thế nào cô bé lại cầm đúng hòn đá Shelit khi đang cùng cả dân làng đón bình minh đầu tiên của năm mới. Hòn đá đó đã phát sáng và Senku nhận ra đây chính là mảnh ghép mà cậu tưởng như không tồn tại. Ẩn trong khoáng vật này chính là Wolfram, kim loại chịu nhiệt tốt nhất để tạo ra dây tóc bóng đèn. Thế là hôm sau, cả đám dục dịch đi tìm thêm Wolfram. Ngoài Chrome chắc xuất ra thì Senku chọn thêm Magma. Đơn giản là vì đội cần một kẻ có thể chất tốt để khuân vác và khai thác Trước khi đi Gen đã thì thầm nhỏ gì đó với Magma Liệu tên này lại ủ mưu gì đây? Nhìn mặt thấy có vẻ gì đấy gian lắm Sau thời gian băng đèo vượt núi Họ đã đến được hang đá gần con suối mà Chrome tìm ra mẫu quặng Volfram Đi cùng Magma khiến Chrome đâm lo cậu sợ hắn có thể làm càn thủ tiêu hai đứa nhưng sen cư vẫn một lòng tin vào quyết định của mình đi sâu hơn vào hang họ tìm ra đá mika một loại đá rất giòn nếu bước đi mà không cẩn thận là rơi xuống mất mạng như chơi đột nhiên Magma lao đến xô sen cư khiến lớp đá dưới chân hắn vỡ ra hắn rơi xuống dưới sen cư kịp thời nắm lấy cánh tay hắn ta nhưng nom cũng chẳng trụ được lâu vì sức người có hạn và lớp đất dưới chân cũng bắt đầu nứt toác thấy thế chrome vội bảo thằng bạn buông tay ra thì hơn magma vừa cố tình đẩy cậu vào cửa tử thì giúp hắn làm gì ngay thấy thế magma cũng đệm thêm vào đó chính xác là điều hắn muốn bởi lẽ hắn không chấp nhận quy phục lũ yếu ớt không muốn xếp dưới lũ sen cư và chrome chỉ vì sen cư xuất hiện mà hắn mất chức trưởng làng nói xong thì chỗ đứng của sen cư cũng sụt và cả hai cứ thế rơi tự do hên là cái hố này nông chứ không thì hai người đi chầu ông bà rồi trong khi sen cư đang nghĩ xem làm thế nào để bò lên thì ở bên trên chrome đã đổ nước dần dần để Senku cư và magma nổi lên như quả bưởi trong trạng tí mỗi tội là cái hố nó rộng và mỗi một lần đổ để chỉ được một bình Chắc Congo ăn Tết lần thứ hai vẫn chưa xong. Bây giờ là lúc cái đầu của Senku lên tiếng. Cậu gợi ý cho Chrome áp dụng cách truyền nước từ chỗ cao xuống chỗ thấp để bơm đầy cái hố. Trong khi chờ đợi, Senku đã giải thích cho Magma hiểu rằng ở thời đại của cậu không phải là cái yếu được lên ngôi mà tất cả đều có sự hòa hợp và phân công lao động những bộ não và những khối cơ hợp tác với nhau và có vai trò ngang nhau thiếu đi một trong hai con người sẽ không bao giờ có thể phát triển được cậu cần magma phải tin cậu và hứa sẽ cho hắn thấy những điều tuyệt vời gấp nhiều lần hiện tại nữa magma nghe thế thì chỉ im lặng liệu magma sẽ quyết định như thế nào liệu hai người họ có thoát khỏi cái hố này thành công hay không cuộc chiến của họ với đế chế sức mạnh rồi sẽ ra sao tất cả sẽ có trong video doctor stone tuần sau và tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại